Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 113 online. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và truy nã bị can đối với các đối tượng sau đây. 1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1969 tại tỉnh Bắc Ninh, nghề nghiệp Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Nơi thường trú: phòng 1102, chung cư Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Nơi ở: phòng 1709, 1710, chung cư Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Bị khởi tố bị can theo quyết định ngày 18 tháng 1 năm 2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về tội đưa hối lộ. Trước đó, trong các vụ án khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đưa ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế ngày 30 tháng 5 năm 2022 đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. 2. Họ và tên: Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1970, tại tỉnh Bắc Ninh, nghề nghiệp Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, nơi thường trú: số 15B, ngõ 94 Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Nơi ở: số 8 Lâm Viên, tổ 1, khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Bị khởi tố bị can theo quyết định ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi các bị can đến trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định. Nếu tiếp tục bỏ trốn không ra đầu thú, cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa của các bị can và tiến hành điều tra, kết luận vụ án theo quy định của pháp luật. Sáng qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa 7901S đối với hai bị cáo Nguyễn Hữu Trường và Nguyễn Văn Phiêu. Trong đó, Nguyễn Hữu Trường sinh năm 1981, Phó Giám đốc, đăng kiểm viên, Tổ trưởng Tổ đăng kiểm Trung tâm đăng kiểm 7901S bị truy tố về hai tội nhận hối lộ và giả mạo trong công tác. Nguyễn Văn Phiêu sinh năm 1959, chủ nhiệm Hợp tác xã Vận tải Hòa Bình tại thành phố Nha Trang bị truy tố về tội nhận hối lộ. Theo cáo trạng, trong thời gian công tác, Nguyễn Văn Phiêu và Nguyễn Hữu Trường đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nhận tiền của nhiều người nhằm hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe ô tô để Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo, sau đó đưa vào kiểm định cho phù hợp. Từ năm 2019 đến năm 2022, Trường và Phiêu đã câu kết với nhau nhận 610 triệu đồng của nhiều người để hợp thức hóa hồ sơ cho 41 phương tiện cơ giới cải tạo trái pháp luật. Ngoài ra, để hợp thức hóa hồ sơ, Trường còn ký giả chữ ký của Phiêu tại mục đại diện cơ sở thi công trong 26 biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo, ký giả chữ ký của một đăng kiểm viên tại mục đăng kiểm viên 2 trong 8 biên bản. Sau khi nhận tiền, Trường chuyển cho Phiêu 385 triệu đồng, chuyển cho đơn vị làm hồ sơ thiết kế 88 triệu đồng và thu lợi bất chính 136 triệu đồng. Riêng Nguyễn Văn Phiêu còn trực tiếp nhận gần 389 triệu đồng của một số người để hợp thức hóa hồ sơ cho 28 phương tiện cơ giới cải tạo trái pháp luật. Sau khi chi trả các khoản, Phiêu thu lợi bất chính tổng cộng hơn 694 triệu đồng. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 16 tháng 8. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với bị can Y Pó Mơ Lô để điều tra về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Bị can Y Pó Mơ Lô, 63 tuổi, trú xã Buôn Quýt, xã Ea Hồ, huyện Krom Năng, tỉnh Đắk Lắk. Theo kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật, trước đó Y Pó Mơ Lô đã từng liên lạc và nhận sự chỉ đạo của Y Mút Mơ Lô là đối tượng phản động Phun Rô Lưu Vong ở Mỹ. Y Mút Mơ Lô đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk của Việt Nam tuyên phạt 11 năm tù về tội khủng bố. Tuy đã được cán bộ chính quyền các cấp nhiều lần giáo dục nhắc nhở, đưa ra kiểm điểm trước dân, nhưng Y Pó Mơ Lô vẫn không thay đổi nhận thức. Mà từ năm 2023 đến nay, thông qua các tài khoản Facebook, Y Pó Mơ Lô vẫn tiếp tục chủ động liên lạc, nhận thông tin chỉ đạo của các đối tượng Phun Rô đang ở Thái Lan như Y Min Alua, Y Thanh Eban, Y Phơ Hợt Rê.
Sau đó Y Bó Mờ Lô đã có những hành vi tuyên truyền cho các đối tượng phun rô khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, như trực tiếp đi gặp gỡ các đối tượng, liên lạc trao đổi qua điện thoại di động, gửi nhận thông tin qua không gian mạng và thu thập những thông tin một chiều thiếu khách quan, sai bản chất sự thật ở trong nước rồi báo cáo ra bên ngoài theo chỉ đạo hướng dẫn của các đối tượng phun rô lưu vong ở Thái Lan để xuyên tạc, phá hoại chính sách đoàn kết, chống đối lại chính quyền. Quá trình khám xét nơi ở của Y Bó Mờ Lô, các cơ quan tố tụng đã thu được nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của Y Bó Mờ Lô, liên quan đến các tổ chức khủng bố người thượng đứng lên vì công lý ở Thái Lan và nhóm hỗ trợ người thượng ở Mỹ. Bản thân tôi kết bạn với bọn phản động Phun Rô bên Thái Lan vì Thanh và Emin, nó nói cho thu thập thông tin về chia rẽ đoàn kết, về người kinh, về người thượng. Sau đó mình với trong buôn mình chia sẻ với Echo về Elo về Elep vân vân. Sau đó mình tuyên truyền lôi kéo về người trong buôn tham gia để chống lại chính quyền. Cái đó thì mình sai pháp luật về nhà nước Việt Nam, xin về nhà nước Việt Nam về quan hồng quan tâm cho tôi. Thì bản thân tôi là buôn trưởng thì tôi khuyên bà con nhận thức được về cái vụ việc của ông Y Bó ngày hôm nay để bà con chúng ta là tránh và không nghe theo những lời xúi giục của kẻ xấu cũng như là bọn phân lưu rong ở nước ngoài và cố gắng làm ăn tăng gia sản xuất để tăng thêm thu nhập cho gia đình cũng như là cho bản thân mình, luôn luôn theo chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, bởi vì Đảng và nhà nước là hàng năm luôn luôn quan tâm giúp đỡ cho bà con cũng như là người nhân dân ở tất cả các mọi miền đất nước. Hành vi vi phạm pháp luật nói trên của Y Bó Mờ Lô tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang bị đối tượng Phun Rô lợi dụng tuyên truyền lừa bịp, kích động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng nhà nước, đi ngược lại lợi ích và truyền thống của dân tộc Việt Nam. Qua đây, đồng bào ở các buôn làng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Tây Nguyên nói chung cần tiếp tục đoàn kết, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng nông thôn ngày càng phát triển, kiên quyết tẩy chay các luận điệu xuyên tạc, vu cáo của các đối tượng phản động thuộc hai tổ chức khủng bố Người Thượng đứng lên vì công lý ở Thái Lan và nhóm hỗ trợ Người Thượng ở Mỹ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Lê Thị Kim Quyên, trú tại tỉnh Tây Ninh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục Jinju để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Thị Kim Quyên kết hôn và theo chồng về Hàn Quốc sinh sống. Đến tháng 11 năm 2023, Quyên về Việt Nam thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục Jinju. Từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, Quyên đã đại diện công ty ký kết hợp đồng, thỏa thuận hợp đồng miệng với 48 trường hợp, cam kết hoàn thành các thủ tục để khách hàng được cấp visa, đăng ký kết hôn và được bảo lãnh sang Hàn Quốc làm việc lao động. Mặc dù biết công ty mình không được cấp phép và bản thân không có khả năng thực hiện những việc này, thế nhưng Quyên vẫn nhận tiền và chiếm đoạt của bị hại tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục Jinju cũng ngưng hoạt động nên các khách hàng đã tố cáo đối tượng đến cơ quan công an. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, hàng sách tay là mặt hàng được mua và vận chuyển về theo kiểu mua trực tiếp từ cửa hàng chính hãng, mang về bằng đường hàng không và trở nên hấp dẫn do tâm lý xính hàng ngoại của người tiêu dùng. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đã trà trộn hàng giả, hàng nhái trong vỏ bọc hàng sách tay và hiện nay thì vẫn chưa có biện pháp để có thể xử lý được triệt để tình trạng này. Chỉ tính riêng tại Hà Nội, ngoài những cửa hàng bán đồ sách tay có mặt trên khắp các phố, thì nhiều shop online cũng đua nhau xuất hiện trên các diễn đàn, website giao vặt, mạng xã hội. Một số mặt hàng sách tay thường khó phân biệt thật giả như sữa, mỹ phẩm, túi sách, nước hoa, đồng hồ. Giá của các loại mặt hàng này thường rẻ hơn so với hàng nhập khẩu chính ngạch, nên thu hút được một bộ phận người tiêu dùng mua sắm. Với thỏa mãn một cái sở thích hàng hiệu, thì có khi họ vẫn tiếp tục tham gia mua. Và người tiêu dùng thì nhiều khi là họ đã sẵn sàng để tham gia vào cái mạng lưới hàng sách tay này rồi. Thậm chí họ có những cả cái trên mạng xã hội có những cái nhóm mà mua những cái hàng từ nước ngoài về mà không cần biết phải nguồn gốc xuất xứ ở đâu cả. Hàng sách tay là nhóm hàng nhập khẩu không chính thức, không phải chịu thuế, nên người tiêu dùng khó nắm bắt được rõ ràng nguồn gốc sản phẩm. Ngoài nguy cơ hàng giả, hàng sách tay do không được bảo quản, vận chuyển tốt nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi chất lượng, nhất là đối với mặt hàng thực phẩm. Hơn nữa, hàng sách tay thường không được bảo hành và có hạn sử dụng ngắn,
Nếu không tinh ý hoặc không để ý đến yếu tố này, người mua rất dễ dàng mất tiền oan, đặc biệt là các loại như mỹ phẩm, nước hoa. Các cơ quan chức năng có nhiệm vụ là kiểm tra kiểm soát hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. Trong đó là có thể nói là các cơ quan chức năng gồm có cơ quan biên phòng, hải quan, cảnh sát biển và các lực lượng chức năng mà làm nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thì phải kiểm tra rà soát lại công tác kiểm soát của chúng ta. Đây cũng thể nói là cái biên giới của chúng ta nó rất là rộng. Biên giới đất liền của chúng ta giáp với các nước trên đất liền có hơn 6.000 km. Rồi là trên tuyến biển hơn 3.000 km. Mặc dù lực lượng chức năng là rất là đông và có nhiều lực lượng tham gia về vấn đề phòng chống buôn lậu nhập hàng hóa, nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam. Thế nhưng mà không thể xảy ra những thiếu sót nhất định, cho nên đối tượng lợi dụng thì cho nên các lực lượng chức năng phải tiến hành rà soát kiểm tra lại. Trong cái bối cảnh trong hiện nay thì theo quan điểm cá nhân tôi thì cần phải có cơ chế siết chặt quản lý hết sức chặt chẽ. Thứ nhất là để chống cái xâm nhập buôn lậu là một, thất thu thuế nhà nước. Vấn đề thứ hai là bảo vệ cái lợi ích của người tiêu dùng. Và cái thứ ba là để làm cho cái thị trường hàng hóa tiêu dùng ấy nó ổn định mà nó phát triển một cách lành mạnh và có hiệu quả. Cũng theo các chuyên gia, xử phạt hành chính chỉ là một kênh để hạn chế buôn lậu, buôn bán hàng hóa trái pháp luật nhằm ngăn chặn vi phạm về thuế, từ đó ngăn thất thoát nguồn thu. Để xử lý được tận gốc tình trạng này, cần đồng bộ chính sách từ thương mại đến thuế, hải quan, cũng như sự chung tay phối hợp của người bán hàng, các doanh nghiệp và của chính mỗi người tiêu dùng. Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong, hôm qua Công an quận Long Biên, Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Trương Văn Minh, sinh năm 2008, trú tại quận Long Biên, về tội cố ý gây thương tích. Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định em trai của Minh sinh năm 2012 là đồng phạm với Minh gây thương tích cho nạn nhân. Tuy nhiên, tính đến thời điểm phạm tội, em trai của Minh mới 11 tuổi 5 tháng 20 ngày, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Đối với bố của Minh, cơ quan điều tra kết luận không đồng phạm trong việc gây thương tích cho nạn nhân. Liên quan đến tai nạn liên hoàn 8 xe ô tô trên cầu Phú Mỹ, hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Trịnh Tiến Dũng, 36 tuổi quê tỉnh Kiên Giang về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó vào chiều 18 tháng 8, tài xế Dũng, 35 tuổi, trú tại tỉnh Kiên Giang, chở thuê thức ăn tôm hùm bằng xe tải 14,4 tấn từ Rạch Giá, Kiên Giang tới Cam Ranh, Khánh Hòa. Khi xe chạy qua cầu Phú Mỹ, đổ dốc cầu thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, Dũng đạp phanh thì nghe tiếng nổ lớn từ thân xe như vỡ ống hơi, hệ thống phanh. Sau đó xe mất kiểm soát, lao nhanh trên quãng đường gần 100 mét, đâm 7 xe khác gồm ô tô, xe tải, xe đầu kéo và chỉ dừng lại khi dồn 2 xe ở chân cầu. Ông Dũng sau đó mở cửa xuống cùng với một nhóm người gồm công nhân, tài xế xe ôm, cứu người đàn ông bị mắc kẹt trong một xe ô tô do bị kẹp giữa xe tải và xe ô tô khác. Tai nạn liên hoàn đã khiến 8 xe hư hỏng, trong đó 3 xe bị cháy và 1 xe và 1 người bị thương. Công an thành phố Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh vừa tiến hành kiểm tra cơ sở chế biến thực phẩm do bà Nguyễn Thị Dung ở khu phố Tân Mai, phường Phước Tân làm chủ và thu giữ gần 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thời điểm kiểm tra, bà Dung không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa là các sản phẩm từ lợn. Làm việc với cơ quan chức năng, bà Dung khai nhận số hàng hóa trên được nhập từ các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đưa về cơ sở để chế biến thành thực phẩm. Thành phẩm thì lực lượng chức năng kiểm tra, số thực phẩm bẩn này sẽ được tiêu hủy và tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa yêu cầu Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long tích cực điều trị cho bệnh nhân, đồng thời tổ chức điều tra xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bô Sinh, khu công nghiệp Hòa Phú, khiến hơn 215 người phải nhập viện điều trị. Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long khẩn trương chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ ở tuyến trên. Song song với đó, tổ chức điều tra, xác định rõ nguyên nhân, tạm đình chỉ hoạt động đơn vị cung cấp bữa ăn nghi ngờ gây ngộ độc, xử lý nghiêm vi phạm nếu có và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Thưa quý vị, khi trẻ nhỏ mắc các bệnh da liễu, thay vì đến bệnh viện để khám thì có gia đình lại tìm các loại lá đun nước để tắm cho con. Sau đó nếu không đỡ thì sẽ mua thuốc tại các quầy thuốc tư nhân để bôi lên nơi tổn thương. Chỉ khi nhiều ngày không khỏi, trẻ mới được đưa đến bệnh viện để thăm khám. Và cũng bởi thói quen chữa bệnh sai lầm này mà đã có những bệnh nhi phải nhập viện điều trị trong tình trạng mẩn đỏ, lở loét khắp người. Ghi nhận của phóng viên INTV tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Chỉ với vài nốt mụn nước nhỏ trên đầu,
Sau vài lần tắm nước lá cây, toàn thân bệnh nhi này đã nổi nhiều nốt đỏ, chảy dịch và ngứa ngáy. Thấy trẻ không đỡ, gia đình lại đến quầy thuốc tư nhân mua thuốc về bôi lên các tổn thương. Sau một tuần, khi tình trạng nặng hơn, trẻ mới được đưa đến bệnh viện khám và điều trị. Cây khế này, cây khổ sâm này, cây tía tô kinh giới với cây dầu không, mình đun lên lấy nước lau cho cháu. Cuối cùng thì mình tắm sạch hết thì mình có chỗ mình tráng thôi. Tại bệnh viện Gia Liễu Trung ương, các bác sĩ xác định đây là trường hợp cấp cứu trong da liễu. Nếu không được điều trị kịp thời, trẻ có thể bị nhiễm khuẩn toàn thân. Các bác sĩ cho biết, trên thực tế, có một số loại lá có tác dụng diệt khuẩn, làm dịu tổn thương, nên sau khi tắm, trẻ có cảm giác dịu nhẹ ngay. Tuy nhiên, các tác dụng này chỉ nhất thời, việc lạm dụng lại có thể để lại nhiều hậu quả cho da. Khi mà chăm sóc không đúng như thế thì cái tổn thương nó lan rộng, và hôm nay vào viện thì cái tình trạng là những cái tổn thương mà nó bọng nước nó đã vỡ, rải rác khắp ở tay chân thân mình và một số chỗ là đóng vảy tiết màu nâu. Về cái toàn trạng của trẻ thì trẻ vẫn chưa có những cái, hiện tại là rất là may mắn là trẻ chưa sốt cao, chưa có những cái biểu hiện biến chứng như là hội chứng băng vảy da do tụ cầu và chưa có những cái tình trạng nhiễm khuẩn huyết. Theo thống kê của Bệnh viện Gia Liễu Trung ương, cứ mỗi dịp nghỉ hè, lượng trẻ em đến bệnh viện thăm khám lại tăng gấp đôi so với ngày thường. Lý giải về nguyên nhân lượng bệnh nhân tăng, các bác sĩ cho biết do nghỉ hè, trẻ được nghỉ học, cha mẹ đưa đi thăm khám nhiều hơn. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn thời tiết nóng ẩm, thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, gây ra nhiều bệnh lý da liễu. Trẻ con mà đến với khám chúng tôi về những cái bệnh lý ở mùa hè này thì có rất nhiều nhóm bệnh. Tuy nhiên thì đầu tiên mà tôi muốn nói đến là cái bệnh lý da nhiễm trùng. Giống như là cái tình trạng của bạn vừa rồi, bệnh chốc hoặc là bệnh nhỏ, thì bản thân nó có thể là nguyên nhân là do liên cầu hoặc tụ cầu. Khi mà vi khuẩn như liên cầu tụ cầu phát triển một cách quá mức, và đồng thời với lại các bạn ấy có ngứa ngáy gãi trà sát nhiều, hoặc là mồ hôi bụi bẩn nhiều mà các bạn không được làm sạch, thì sẽ là điều kiện thuận lợi để phát triển bệnh. Bên cạnh những cái bệnh lý nhiễm trùng thì một cái tình trạng mà cũng hay gặp đấy là viêm năng lông. Viêm năng lông thì cũng là do những cái trường hợp mà do vi khuẩn phát triển một cách quá mức gây viêm ở năng lông, tình trạng năng lông. Các bác sĩ khuyến cáo để phòng bệnh da liễu, gia đình cần hướng dẫn trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên tắm rửa để da luôn khô thoáng và sạch sẽ. Khi ra trời nắng, cần bảo vệ da bằng cách đội nón mũ, mặc quần áo dài, đeo khẩu trang. Khi có các bất thường về da, cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Đặc biệt, phụ huynh không nên tin theo các kinh nghiệm truyền miệng hoặc các phương pháp chữa bệnh chưa được kiểm chứng để tự ý chữa bệnh cho trẻ. Quý vị vừa theo dõi bản tin 113 online, còn bây giờ là những thông tin về truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 3 tháng 11 năm 2023 đối với đối tượng Aga, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại thôn Khơ Cơ Long, xã Rơ Cơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum về tội phá hoại chính sách đoàn kết. Đối tượng này có nốt ruồi cách 2cm sau đuôi mắt trái. Phá hoại chính sách đoàn kết là hành vi tuyên truyền kích động hoặc bằng thủ đoạn khác chia rẽ sự đoàn kết thống nhất toàn dân, đoàn kết dân tộc, tôn giáo, đoàn kết quốc tế với mục đích chống chính quyền nhân dân. Theo Điều 116 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội phá hoại chính sách đoàn kết có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 15 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Người chuẩn bị phạm tội này bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Còn về tội mua bán trái phép chất ma túy, Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã số 08 ngày 24 tháng 8 năm 2023 đối với đối tượng Trần Nam Thành, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại Buôn Ia Nao A, xã Ia Tu, thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Đối tượng này cao 1m65 và có sẹo thẳng dài 2cm ngay cánh mũi trái. Theo Điều 251 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 2 năm đến tử hình, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum đã ra quyết định truy nã số 03 ngày 21 tháng 3 năm 2017 đối với đối tượng Phan Quốc Huy, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum.
và đối tượng Đinh Văn Thơ, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại Buôn Cốp, xã Drei Sáp, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk, phải nhận quyết định truy nã số 283 ngày 5 tháng 6 năm 2024 của Công an huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk, cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này có sẹo chấm cách 1cm dưới sau mép phải. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 0692345860 hoặc 0692321667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.